Ống đun nước siêu tốc là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi sản phẩm không những có khả năng đun sôi nhanh chóng mà còn có rất nhiều tính năng hữu ích như tự động ngăn nước khi sôi, bộ phận lọc cặn, chức năng giữ ấm. Nhờ đó mà bạn có thể nhanh chóng dùng trong sinh hoạt hàng ngày như pha trà, cà phê, hãm mì mà không tốn quá nhiều thời gian như nước sôi thông thường. Tuy nhiên, phổ biến thì phổ biến, nhưng khi chọn mua ống siêu tốc, cả nhà cũng cực kỳ cẩn trọng trong cách lựa chọn nữa nha. Ngày hôm nay thì Huy Tú xin được giới thiệu đến cả nhà chiếc ống siêu tốc RK5130 đến từ thương hiệu nhập khẩu Rohde. Ống siêu tốc Rohde RK5130 có thiết kế gọn nhẹ, hiện đại với cấu tạo hai lớp bằng chất liệu inox 304 cao cấp an toàn, cho vẻ ngoài luôn sáng bóng, không oxy hóa, không bị tác động bởi môi trường, luôn an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Bên cạnh đó, bình siêu tốc cũng đều được thiết kế quai cách nhiệt, rất tiện lợi và an toàn để bạn cầm di chuyển ra nơi khác. Sản phẩm này có dung tích lên tới 1,7 lít nên Huy Tú tin chắc rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu đun sôi cho cả gia đình như pha trà hay cà phê. Bây giờ thì Huy Tú sẽ thử xem với dung tích 1,7 lít này thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để đun sôi quý vị nha. Wow, rất là nhanh chóng luôn cả nhà ơi. Chỉ mất từ 4 đến 5 phút là đã có thể đun sôi được 1,7 lít nước rồi cả nhà ạ. Vừa nhanh chóng lại vừa tiết kiệm điện, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi như trước đây nữa. Và để có thể đun sôi nhiều nước trong thời gian ngắn như vậy là vì máy có công suất từ 1850W đến 2200W. Một điểm cũng rất đặc biệt của ống siêu tốc Rohde RK5130 là sản phẩm được trang bị thêm đèn LED phát sáng khi nước đun sôi, vừa thông minh lại vừa rất thẩm mỹ. Với phần nước sôi này thì chúng ta có thể sử dụng tùy mục đích. Ở đây thì Huy Tú có trà này và Huy Tú sẽ tự thưởng cho mình một ly trà thật là thơm ngon và thật là nóng quý vị ha. Ống siêu tốc Rohde cũng được trang bị màng lọc cặn ở vòi ấm. Màng lọc này có vai trò lọc cặn, giữ cho nước rót ra luôn được sạch và tinh khiết nhất. Đặc biệt, ống siêu tốc Rohde có vạch chia nước tiện lợi, dễ dàng quan sát, giúp cho người dùng không đun quá nhiều hoặc quá ít gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Ngoài ra, Rohde RK5130 có thiết kế xoay dạng 360 độ kết hợp với bộ điều khiển switch Anh Quốc hoạt động bền bỉ. Đế xoay đồng thời là bộ phận tiếp điện của ấm, giúp bạn có thể dễ dàng nhấc, đặt bình và xoay 360 độ trên đế tiếp điện. Hơn nữa, sản phẩm này có tác dụng giữ ấm rất lâu. Nếu bạn đã đun sôi nước mà lại bận làm việc khác, khi quay lại, chúng ta vẫn có thể dùng nước để pha trà hoặc pha sữa, không cần phải đun sôi lại, tốn thời gian. Và chắc hẳn các bạn đã gặp phải tình trạng đun nước sôi trên bếp ga, bếp điện và chỉ một chút lơ đãng không tắt bếp thôi là có thể khiến nước bị sôi liên tục trên bếp, rất nguy hiểm. Trong khi đó thì với ống siêu tốc Rohde, chỉ với khả năng tự động tắt thì sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Dù bạn đang bận nghe điện thoại, rửa tay nấu nướng hay thậm chí là đang chăm con thì bạn cũng không phải lo đi tắt bếp hay rút vít cắm đun nước, vì ống siêu tốc đã tự ngắt khi nước sôi hoặc quá nhiệt để đảm bảo an toàn cho nguồn điện, phòng chống cháy nổ, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng bạn nha. Ống siêu tốc Rohde RK5130 hiện đang được bán tại các hệ thống siêu thị điện máy tại MediaMarkt trên toàn quốc với giá chỉ từ 750.000 đồng, tiết kiệm 34% so với mức giá niêm yết 1.150.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được bảo hành lỗi một đổi một trong 30 ngày, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đơn hàng gia dụng từ 3 triệu đến 16 triệu. Tặng bộ phiếu mua hàng trị giá 2,8 triệu đồng. Tặng ngay e-voucher giảm giá 10% khi mua phụ kiện IT, phụ kiện Mobi. Nhanh chóng, tiện lợi, giúp tiết kiệm cả thời gian và điện năng. Thì Huy Tú tin chắc rằng ống siêu tốc Rohde này rất đáng để lựa chọn đối với gia đình của quý vị đúng không ạ? Và đừng quên đến ngay MediaMarkt để dinh em này về nhà nha. Nếu quý vị và các bạn còn bất cứ thắc mắc nào thì có thể truy cập vào trang web MediaMarkt.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc có thể gọi tới hotline 1900 6788 để biết thêm chi tiết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!